Còn bài thơ Hầu Trời, chúng ta vừa thấy rằng nói đến thi ca Tản Đà, người ta hay nhắc đến các bài Thề Non Nước, Tống Biệt, Thăm Mả Cũ Bên Đường, Cảm Thu, Tiễn Thu. Bài thơ Hầu Trời tuy được nói đến ít hơn và có thể chưa toàn bích, nhưng vẫn là một tác phẩm thật sự xuất sắc. Thậm chí nó có phần tiêu biểu hơn các bài thơ trên nếu xét theo tiêu chí một tác phẩm lưu lại nhiều chứng tích giao thời của thơ ca Việt Nam, lại tạo được sự kích thích cho lớp nhà thơ đến sau muốn thực hiện những cách tân nghệ thuật. Lên thiên giới, xuống âm cung, sống với tiên, triều kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế, trần tình trước Diêm Vương là đề tài thường thấy trong nhiều sáng tác dân gian và văn học viết thời trung đại. Có bao nhiêu chuyện ly kỳ có thể kể về những chuyến du hành như thế, về cuộc gặp gỡ với những con người như thế. Và hàng loạt vấn đề của tồn tại, của kiếp sống nhân gian cũng theo đó mà được người ta nhận thức một cách sâu sắc. Sang đầu thế kỷ 20, nhà nho tài tử cuối mùa là Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu như vẫn còn lưu luyến mộng xưa, từng ao ước được chị Hằng nhắc lên chơi nơi cung quảng trong bài Muốn Làm Thằng Quậy, để rồi lại một lần được trời sai gọi thì thích thú mãi, nên hào hứng viết ra bài thơ Hầu Trời để chia sẻ cùng bạn đọc. Có lẽ khi hạ bút viết hai chữ Hầu Trời làm nhan đề, nhà thơ đang ở trong trạng thái hết sức hưng phấn giữa một thời mà trời, Phật, thần tiên đã hơi bị mất thiêng do sự phát triển của khoa học và tinh thần duy lý. Xem chừng sự trở lại với đề tài Hầu Trời dễ đẩy nhà thơ và bài thơ vào tình thế lạc lõng. Nhân vật trữ tình được gặp trời nhờ cơ duyên nào? Trời theo sự miêu tả của nhà thơ có đáp ứng được cách hình dung của tầng lớp độc giả mới ở thành thị khi đó? Và câu hỏi hệ trọng hơn, với bài thơ này, Tản Đà đã làm được điều gì khác lạ cho thơ? Bài thơ dài đến 114 câu thơ có thể được chia thành 4 đoạn nhỏ như sau. 20 câu thơ đầu tiên, nhà thơ đi kể lý do cùng thời điểm nhân vật trữ tình được gọi lên Hầu Trời. Từ câu 21 đến câu thơ 68, kể về cuộc đọc thơ đầy đắc ý cho trời và chư tiên nghe giữa chốn thiên môn đế khuyết. Từ câu 69 đến câu 98 lại kể nội dung lời trần tình với trời về tình cảnh khốn khó của kẻ theo đuổi nghề văn và thực hành thiên lương ở hạ giới. Và đoạn còn lại kể về vút chia tay đầy xúc động giữa nhân vật trữ tình với trời và chư tiên. Như vậy, mạch thơ cũng chính là mạch thuật kể một câu chuyện theo trình tự thời gian trước sau, rất dễ theo dõi. Đây là một trong những nẻo lối mà Tản Đà mở sẵn để chất văn xuôi xâm lăng vào địa hạt của thơ. Sự phong phú của các chi tiết trong bài thơ xem ra không thua gì một tác phẩm tự sự bằng văn xuôi cùng đề tài như Phạm Tử Hư lên chơi thiên tàu chẳng hạn. Theo mạch truyện, âm điệu bài thơ cũng có sự chuyển biến linh hoạt. Ở hai đoạn đầu, âm điệu chính là vui, hào hứng, phấn chấn. Ở đoạn thứ ba, âm điệu dần dỗi, kêu ca nổi lên, có xen chút an ủi, vỗ về khi thuật lại lời của trời. Và đoạn cuối cùng, âm điệu chuyển sang ngậm ngùi, sao xác. Cách kể chuyện của tác giả bắt đầu từ tiếng ngâm thơ vang cả sông Ngân Hà khiến trời mất ngủ. Rõ ràng, cái duyên được lên trời gắn liền với câu chuyện văn thơ, gắn liền với những phút cao hứng của nhà thơ. Chuyện địa mười mươi mà xem chừng rất thật và rất tự nhiên. Xét theo một góc nhìn nào đó, chuyến Hầu Trời của Tản Đà được xuất phát từ những lý do khá vớ vẩn. Xưa người ta đã lên trời hoặc được trời triệu lên vì những điều có vẻ nghiêm trang, nghiêm trọng hơn nhiều. Nào là thiếu kiện, nào thỉnh cầu, nào để tiếp nhận bài học với cách cư xử thuận với thiên lý. Nhưng biết làm sao, đối với Tản Đà còn có chuyện gì quan trọng hơn là chuyện thơ văn. Bởi thế, trong tâm thức của ông, lý do được lên Hầu Trời như thế chẳng hề kém phần nghiêm túc. Chính vì thế, ngay từ phần đầu của bài thơ, chúng ta đã thấy tác phẩm chứa đựng một nội dung cảm hứng khác với các thơ ca truyền thống. Đó là cách vào chuyện, còn câu chuyện Hầu Trời của Tản Đà diễn ra thế nào? Trước hết, bài thơ có rất nhiều chi tiết cụ thể được sắp đặt logic, thể hiện rõ tài hư cấu và sức tưởng tượng dồi dào của tác giả. Nhà thơ nằm một mình, buồn, rồi đi đun nước uống và ngâm văn. Chư tiên xuống, nhà thơ ấy nêu lý do và được đưa lên trời, được đón tiếp trọng vọng, được mời đọc thơ. Các chư tiên thì xúm lại khen ngợi, tán thưởng. Trời cũng truyền hỏi danh tính, nhà thơ ấy kể lề tình cảnh, bày giải nỗi lòng và được trời đả thông tư tưởng, cuối cùng lại tạ ra về.
Dường như tác giả muốn người đọc nhận xác đây là một câu chuyện thật, một thỏa thuận cần thiết để tiếp tục trò chơi mà cả hai bên cùng tham gia. Có lẽ phải đến thời của Tản Đà, các thi sĩ mới có được sự cẩn thận, chu đáo như thế với độc giả, kẻ sẽ tiêu thụ tác phẩm và góp phần quyết định phương thức sống bằng ngòi bút của họ. Nhà thơ cũng rất khéo léo tả bối cảnh, từ bối cảnh thanh đạm của phòng văn hạ giới tới bối cảnh rực rỡ oai nghiêm của chốn thiên đình. Nhờ vậy, không gian của câu chuyện trở nên có nhiều tầng lớp, phương vị, từng tương khớp với trường hoạt động của các nhân vật. Các đoạn đối thoại và miêu tả những phản ứng tâm lý đa dạng của từng loại nhân vật được cài vào nhau thật linh hoạt, khiến người đọc có cảm tưởng mình đang thực sự tham gia vào câu chuyện, cùng nếm trải những phút sướng lạ lùng và đắc ý, cao hứng tột bậc của nhân vật trữ tình. Hãy đọc lại một đoạn thơ như thế. Văn dài hơi tốt gian cung mây, trời nghe trời cũng lấy làm hay. Tâm như nở dạ, cơ lè lưỡi, hằng nga chức nữ, trao đôi mày. Song thành tiểu ngọc lắng tai đứng, đọc xong một bài cũng vỗ tay. Đem đến cho độc giả những phút vô tư như thế có lẽ không phải là điều từng được các nhà thơ trung đại quan tâm. Nhìn chung, việc bịa đặt nên cả một câu chuyện kéo dài rình rang trong bài thơ Hầu Trời mang nhiều ý nghĩa cách tân. Điều quan trọng nhất là nó đã đưa thơ chữ tình thoát dần khỏi nhiệm vụ tỏ chí nghiêm trang, khắc khổ để tiện giải bày cảm xúc phóng khoáng của con người cá nhân và xây dựng một quan hệ giao tiếp mới đối với độc giả thành thị khi đó. Và lên Hầu Trời chính là để khẳng định công khai tài năng của mình. Lên tới được thiên đình xưa nay trương tường là chuyện dễ dàng. Nếu lên chỉ để đọc thơ cho thỏa thích, kể sướng thì sướng thật đấy, nhưng có hơi phí. Nhà thơ Tản Đà rất hiểu điều này nên tranh thủ chuyến Hầu Trời để quảng cáo tài năng của mình, để thổ lộ suy nghĩ về nghề văn trong những thập niên đầu của thế kỷ 20 và về sứ mệnh xã hội mà ông tự đứng ra gánh vác. Thật ra thì chỉ riêng việc đọc thơ cũng đang mang tính chất quảng cáo này rồi. Có thật nhiều những câu thơ mà ở đó tác giả công khai nói về cái tài của mình. Văn dài hơi tốt gian cung mây, trời nghe trời cũng lấy làm hay. Văn đã giàu thay, lại lắm lối, trời lại phê cho, văn thật tuyệt. Văn trần được thế chắc có ít, nhồi văn chút đẹp như sao băng. Khí văn hùng mạnh như mây chuyển, êm như gió thoảng, tinh như sương, đầm như mưa xa, lạnh như tuyết. Các nhà thơ tài tử trước Tản Đà tất thảy đều thị tài, cậy tài, khoe tài. Nhưng chữ tài mà họ nói tới nhiều khi mang một nội hàm khá rộng, gắn liền với khả năng kinh bang tế thế. Trước Tản Đà, không có nhiều người dám nói trắng ra cái hay, cái tuyệt của văn thơ mình như vậy trong thơ. Hơn nữa, lại nói trước mặt trời, một ôm trời cũng khá bình dân. Rõ ràng, ý thức cá nhân của nhà thơ đã phát triển rất cao và Tản Đà không hề vô lối khi tự khen mình. Nhà thơ đã thấy được dài, giàu, lắm lối là phẩm hạnh đặc thù của văn thời mình, bên cạnh những phẩm hạnh mang tính chất truyền thống như nhời văn chút đẹp, khí văn hùng mạnh, êm, tinh. Tình huống Hầu Trời quả đã cho nhà thơ một cơ hội tuyệt vời để phô bày một cách sảng khoái tài năng thiên phú. Thật dễ thông cảm khi mọi nhân vật đều đang ở trong tình trạng cao hứng, từ nhà thơ đến chư tiên và trên hết là trời. Cũng cần nói thêm, nhà thơ chỉ cao hứng như thế khi gặp được người hiểu và thông cảm là trời mà thôi. Ở hạ giới dễ đâu tìm được một người tri âm như vậy. Lời trời khen hẳn là sự thẩm định có sức nặng nhất, có thể bác bỏ, nghi ngờ. Đúng là lối tự khẳng định rất ngông của kẻ vốn đã ngông khi nhận mình là trích tiên. Trong bài thơ, Tản Đà còn có những phát hiện về nghề văn. Tản Đà không trực tiếp phát biểu quan niệm của mình về nghề văn, nhưng nó đã ẩn sau các câu chữ. Ta vẫn thấy có một sự hình dung khác trước về hoạt động tinh thần đặc biệt này. Trong mắt Tản Đà, văn chương thời đó là một nghề kiếm sống mới. Có người bán, kẻ mua, có thị trường tiêu thụ và bản thân thị trường cũng hết sức phức tạp, không dễ chiều. Điều đáng lưu ý khác là dường như Tản Đà đã ý thức được sự cần thiết phải chuyên tâm với nghề văn, phải trường vốn để đuổi nó dài dài. Nhờ trời văn con còn bán được, chưa biết con in ra mấy mươi, vốn liếng còn một bụng văn đó. Sau cùng, phải thấy Tản Đà đã chớm nhận ra rằng đa dạng về loại, thể là một đòi hỏi thiết yếu của hoạt động sáng tác, và với những sáng tác mới, tiêu chí đánh giá dĩ nhiên là phải khác xưa. Trong hẳn một khổ thơ từ câu 65 đến câu 68, tác giả đã tâu trình rõ ràng về họ tên, xuất xứ của mình cho trời nghe. Việc xưng danh của Tản Đà đã diễn ra khá tự nhiên, phù hợp hoàn toàn với mạch truyện và đây không phải là hiện tượng chưa từng có trong văn học trung đại hay các sinh hoạt văn nghệ dân gian khác. Ta đã từng quen với các kiểu xưng danh của Hồ Xuân Hương, này của Xuân Hương mới quyệt rồi, của Nguyễn Du, bất chi tam bách dư niên hậu,
thiên hạ hà nhân khắp tú như của Nguyễn Công Trứ, ông Hy Văn tài bộ đã vào lòng. Giờ được biết thêm một kiểu xưng danh mang đậm dấu ấn Tản Đà. Khác người xưa, Tản Đà đã tách họ, tên theo một kiểu công khai lý lịch rất hiện đại, lại còn nói rõ bản quán, quốc tịch, châu lục, tên của hành tinh. Có một nụ cười hóm hình ẩn đằng sau về thật thà, thành khẩn trước đấng chí tôn. Nhưng điều đáng nói hơn hết vẫn là ý thức cá nhân, ý thức dân tộc của nhà thơ. Một cái tên, tên thật chứ không phải là tự hay hiệu, mà được nói ra trịnh trọng đến vậy, hẳn nhà thơ phải thấy có một giá trị không thể phủ nhận gắn liền với nó. Hơn nữa, ông còn muốn trời thấy được Nguyễn Khắc Hiếu chính là con người của Á Châu, của xứ sở có một nền văn minh tinh thần cao quý, đáng tự hào, văn minh Đông Á trời thu sạch. Có thể thêm một bước nữa, ông kiêu hãnh khai mình là đứa con đích thực của sông Đà núi Tản nước Nam Việt. Khi trong thời hiện đại, hai chữ thiên hạ đã trở thành một khái niệm mở, đặc biệt là khi đất nước đã mất chủ quyền, kiểu nói như vậy của nhà thơ rõ ràng chứa đựng một thái độ tự tôn dân tộc, một tình cảm non nước đáng quý. Cũng qua câu thơ, tác giả đã ngầm cho biết lai lịch của bút hiệu Tản Đà, một điều chưa từng được ông thể hiện trong nhiều bài thơ khác.